Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Trong bài giảng trước chúng ta đã tìm hiểu phần 1 của bài thơ đất nước. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang tìm hiểu phần thứ 2, tư tưởng đất nước của nhân dân. Ở đây, tác giả đã miêu tả hình ảnh của đất nước trong sự hóa thân cho dáng hình xứ sở của người dân. Nó được thể hiện từ câu số 43 cho đến câu số 54. Rõ ràng, từ bình diện đất nước trong muôn mặt đời thường, nhà thơ đã đi sâu vào triển khai tư tưởng đất nước của nhân dân theo bình diện không gian. Khi nói về địa lý, về núi, sông, ruộng đồng, cò bãi, nhà thơ đã dọi cái nhìn khám phá lên bản đồ địa lý của đất nước. Và con mắt thơ của nhà thơ đã nhìn thấy ở trong vẻ đẹp của non sông có vẻ đẹp đời sống tâm hồn của nhân dân. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những hòn vọng phu, hay những người dân nào đã góp lên ông Đúc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Có thể nhận thấy, ở đoạn thơ này, sự xuất hiện dày đặc các địa danh của quê hương là một điều hết sức đặc biệt. Ví dụ như núi Vọng Phu, hòn Trống Mái, cót ngựa Thánh Gióng, con voi, núi Bút Non Nghiêng, con rồng, con cóc, con gà, ông Đúc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Ở đây, tất cả những địa danh này đều có ý nghĩa. Nó gợi nhớ cho chúng ta đến những người dân bình dị. Những người dân ấy đã tạo lên biết bao nhiêu vẻ đẹp đất nước. Từ những người vợ nhớ chồng, cặp vợ chồng yêu nhau, đó đều là những điển tích được trích dẫn ra, là điển tích lý giải cho sự tạo thành của những cảnh đẹp bây giờ. Nguyễn Khoa Điềm luôn coi đất nước và nhân dân là một. Nhân dân, chính nhân dân mới là người làm nên đất nước. Hình ảnh trong thơ Nguyễn Khoa Điềm tuy là được liệt kê nhưng hoàn toàn không phải là liệt kê một cách tràn lan, mà nó rất có chọn lọc. 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương nhắc nhớ ta về truyền thuyết nơi đất tổ vua Hùng có 99 con voi quây quần thần phục. Nó là một truyền thống yêu nước hướng về cội nguồn quý báu của nhân dân ta từ bao đời nay vẫn gìn giữ. Cội nguồn quê hương vẫn là một cái gốc mà người dân Việt Nam không bao giờ quên trong mỗi cuộc đời. Rồi núi Bút Non Nghiêng được tạo bởi những người học trò nghèo. Câu thơ làm ta nghĩ ngay tới sự hiếu học, chăm chỉ cần cù trong học tập rèn luyện của người Việt. Cha ông ta, từ bao đời nay đã vượt qua cái nghèo, cái khổ, dành tâm sức cho việc học hành rèn luyện bản thân. Những người tài ắt hẳn cũng lớn lên, thành công và đóng góp cho đất nước từ những đức tính siêng năng ấy. Rồi ngay cả những người dân bình thường, họ cũng góp phần tạo lên những địa danh như ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Điều đặc biệt là nhà thơ đã liên tưởng rất độc đáo những tên của địa danh này, rồi gắn vào đằng sau đó là sự đóng góp của nhân dân. Trải dài qua khổ thơ, từ góp liên tục được xuất hiện. Từ góp không phải là một từ nào khác, mà ở đây nhà thơ đã chỉ dùng từ góp thôi. Đôi khi chỉ một cách dùng từ, một từ ngữ làm điểm nhấn cũng tạo lên cho tác phẩm một giá trị riêng, thành công đến bất ngờ. Từ góp thể hiện không chỉ một người mà rất nhiều người cùng chung tay, cùng tạo lên một đất nước Việt Nam với nhiều cảnh đẹp. Động từ góp còn thể hiện sự thân tình như một cách nói khẩu ngữ của dân gian vô cùng quen thuộc. Nó lại thể hiện được tâm thế, sao mà bình dị, sao mà cần mẫn của mỗi người dân khi đóng góp cho đất nước. Ở đây, rõ ràng Nguyễn Khoa Điềm đã không bỏ đi bất kỳ một chi tiết nào, mà đều lựa chọn rất cẩn thận, từ hình ảnh đến từ ngữ, để đoạn thơ hiện lên hay và tập hợp được những gì tinh túy nhất. Tư tưởng đất nước của nhân dân ở đoạn này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, mà nó còn nâng lên một tầm cao hơn, bởi nó nhắc nhở chúng ta rằng đất nước được tạo ra từ người dân bình thường mà thôi. Như vậy, về phương diện lịch sử, địa lý của đất nước, nhà thơ đã quan sát dưới góc độ văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý. Cảnh vật thiên nhiên của đất nước qua cái nhìn của Nguyễn Khoa Điềm hiện lên như một phần tâm hồn máu thịt của nhân dân. Chính nhân dân đã dựng lên đất nước này, đã đặt tên, đã ghi dấu vết cuộc đời mình lên mỗi ngọn núi, dòng sông. Từ đó, nhà thơ đi đến những câu thơ có tầm khái quát cao và tràn đầy cảm xúc.
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm, đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Ở đây chúng ta thấy, hồi đó đất nước còn đang bị kẻ thù chia cắt. Nhà thơ viết trường ca mặt đường khát vọng ở chiến trường, nhưng trong tư duy của nhà thơ là một đất nước thống nhất. Lời khẳng định này đã thực sự đem tư tưởng đất nước của nhân dân thấm vào lòng người đọc. Cách diễn đạt của Nguyễn Khoa Điềm luôn luôn mang đến sự mới mẻ cho độc giả. Trên khắp ruộng đồng gò bãi là một sự khái quát không gì có thể khước từ. Và nó không còn chỉ là một địa danh đã nêu ở trên, không phải chỉ là sự tồn tại ở một nơi nào đó, mà nó là khắp đất nước ta, khắp sông núi ta. Cũng tương tự như vậy với câu thơ: Ôi đất nước, sau 4.000 năm, đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Câu thơ trước nâng tầm khái quát về không gian, thì câu thơ sau lại nâng tầm khái quát về thời gian. Nó hòa quyện vào nhau, tổng hợp cùng nhau để cùng tô đậm cho tư tưởng đất nước xuyên suốt mạch bài thơ. Để rồi, đến phần B, tác giả đã đi vào trả lời cho một câu hỏi: ai là người làm ra đất nước? Phần này được viết từ câu số 55 cho đến câu số 79. Họ là ai? Em ơi em, hãy nhìn rất xa vào 4.000 năm để thấy rằng những người làm ra đất nước là vô vàn những người bình dị, vô danh, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng chính họ đã làm ra đất nước. Thêm lần nữa, Nguyễn Khoa Điềm đã làm thức tỉnh trong ta ý thức về trách nhiệm của mình với đất nước. Để độc giả nhận thấy được những lời mình muốn căn dặn, Nguyễn Khoa Điềm không đi nặng vào giáo điều triết lý. Ông dùng chính những con người để thức tỉnh và mời gọi con người như một quy luật, một điều tất yếu không thể nào khác. 4.000 năm lịch sử của chúng ta đi qua để lại dấu ấn bằng những cuộc đánh đuổi quân xâm lược, mà những chiến thắng ấy vì đâu mà có, những trang sử ấy ai viết nên, ai là người cầm súng chiến đấu, ai là người xông pha ra mặt trận, ai là người kiên quyết giữ cho đất nước không rơi vào tay giặc hung tàn, đó chính là nhân dân. Cái nhìn lịch sử của Nguyễn Khoa Điềm vừa quen vừa lạ. Khi nghĩ về đất nước nghìn năm, tác giả đã không ca ngợi các triều đại, cũng không nói tới các anh hùng ghi danh trong sử sách, mà nói tới một nhân dân vô danh đã làm nên đất nước. Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Những con người xuất hiện trong thơ Nguyễn Khoa Điềm đều là những người chung chung. Họ không mang một cái tên riêng nào cả, không phải là những vị anh hùng với chiến tích quá lững lẫy, quá lẫy lừng như trong sử sách. Đó chỉ là những con người đã sống, chết một cuộc đời giản dị, bình tâm. Tại sao lại gọi là giản dị và bình tâm? Bởi cuộc đời họ sinh ra để hy sinh cho Tổ quốc, một cuộc đời biết sống vì Tổ quốc, nghe theo tiếng kêu gọi của nước nhà lúc đau thương. Nó lớn lao mà vẫn giản dị, nó có hy sinh và đau khổ mà vẫn thật bình tâm. Tất cả những điều mà họ làm được ấy đều được đất nước và bao thế hệ ghi nhận lại. Sự đóng góp ấy đã đúc kết nên một dải đất hình chữ S vẫn vẹn nguyên trong năm tháng, đập tan biết bao ách xâm lược và thống trị dã man đã từng đàn áp nhân dân ta. Và để bản trình ca có chiều sâu, Nguyễn Khoa Điềm còn làm sáng tỏ tư tưởng đất nước của nhân dân qua việc khắc họa đất nước ở chiều sâu văn hóa. Nền văn hóa ấy cũng bắt đầu từ nhân dân, nền văn hóa ấy lại được lưu giữ và truyền từ ngàn đời bởi nhân dân. Truyền thống ấy kết tinh ở nhân dân. Vậy nên, chính việc nói tới chiều sâu văn hóa dân tộc đã giúp Nguyễn Khoa Điềm làm nên tư tưởng đất nước thêm trọn vẹn. Vai trò của người dân thể hiện ở đâu? Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng. Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi. Họ gánh theo tên làng, tên xã trong mỗi chuyến di dân. Họ đắp bập bê bờ cho người trồng rau hái trái. Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có
thủ thì vùng lên đánh bại. Ở đây, vai trò của nhân dân với đất nước thể hiện đầu tiên là trong việc giữ gìn và truyền lại hạt lúa, lửa, giọng điệu, tên xã, tên làng và truyền thống đánh giặc giữ nước. Rõ ràng tập tục của một nền nông nghiệp lúa nước đã được nhà thơ tái hiện qua những câu văn. Từ những điều tưởng chừng như tầm thường nhỏ bé như hòn than, con cúi cũng cho thấy một phần nào đó bản sắc riêng của dân tộc. Người dân Việt Nam là thế, trải qua bao đời, họ vẫn giữ trong mình những phẩm chất riêng không thể nào lẫn đi đâu được. Những công việc lao động từ ngàn đời xưa nay vẫn còn tồn tại. Rồi truyền thống yêu nước, căm thù giặc, tất cả đã làm nên một bản sắc riêng cho dân tộc Việt. Nhân dân vô danh đã lao động, chiến đấu chống ngoại xâm, họ đã gìn giữ và truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau những giá trị văn hóa, văn minh tinh thần và vật chất của đất nước, từ hạt lúa, ngọn lửa, tiếng nói, tên xã, tên làng, đến những chuyện thần thoại, những ca dao, tục ngữ. Như vậy, từ đây ta thấy toàn bộ phần B, từ câu số 55 đến câu 79, nhà thơ đã khái quát lên nội dung cao nhất là ca ngợi hình ảnh nhân dân. Nhân dân chính là người giữ gìn, truyền lại những giá trị văn hóa, văn minh, tinh thần và vật chất, lưu giữ và phát huy truyền thống quật cường của đất nước. Từ đấy, bài thơ thì đến phần kết với việc nói lên cao trào của cảm xúc, tư tưởng. Nó bắt đầu từ câu 80 cho đến câu 85. Ở đó, tác giả đã khẳng định lại tư tưởng cốt lõi của bài: đất nước này là đất nước của nhân dân. Khi nói đến đất nước của nhân dân, một cách tự nhiên, tác giả trở về với cội nguồn phong phú đẹp đẽ của văn hóa, văn học dân gian, mà tiêu biểu trong đó là ca dao, dân ca, chuyện cổ tích. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Câu thơ ở hai vế song song, đồng đẳng như một cách định nghĩa về đất nước, thật giản dị và cũng thật độc đáo. Trong cả kho tàng ca dao dân ca, ở đây tác giả chỉ chọn lọc 3 câu để nói về 3 phương diện quan trọng nhất của truyền thống nhân dân dân tộc. Thứ nhất, đó là sự say đắm trong tình yêu. Yêu em từ thuở trong nôi, em nằm em khóc, anh ngồi anh ru. Đó còn là sự quý trọng tình nghĩa, cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Nhưng cũng thật quyết liệt trong căm thù và chiến đấu. Thù này ắt hẳn còn lâu, trồng tre thành gậy, gặp đâu đánh què. Chúng ta gặp lại cách vận dụng vốn ca dao dân ca một cách sáng tạo, không lặp lại nguyên văn mà chỉ sử dụng ý và hình ảnh. Nhưng nó vẫn gợi nhớ đến câu ca dao và nó trở thành cái ý thơ, ý ca dao xuyên suốt ở trong toàn bài. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng là 4 câu kết đoạn. 4 câu kết đoạn gợi cho chúng ta những khúc dư âm vị thanh cứ kéo dài mãi. Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu, mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát thi trèo đò, kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Khúc vị thanh khép lại ấy thể hiện một lòng yêu đời, tha thiết với cuộc đời. Đất nước nào cũng gắn liền với những dòng sông, đất nước nào cũng gắn liền với những con người theo dòng, kéo đò, kéo thuyền vượt thác. Họ đã trải qua những gian nan vất vả, họ phải kéo và vượt qua tất cả thác gành để gieo trồng và giữ gìn sự sống. Lạ thay, họ cất lên tiếng hát để động viên nhau, tiếng hát thể hiện lòng yêu đời, thiết tha với cả cuộc đời này. Ở đây, tác phẩm đã khép lại cho chúng ta những dư âm, nhưng đồng thời nó vẫn để lại cho chúng ta một câu hỏi. Vậy thì tư tưởng đất nước của nhân dân có phải là một tư tưởng hoàn toàn mới lạ khi nó được viết trong bài này không? Trong văn học Việt Nam hay không? Chúng ta thấy rằng tư tưởng đất nước của nhân dân thực ra đã có manh nha từ trong lịch sử xa xưa. Những nhà tư tưởng lớn, những nhà văn lớn của dân tộc đã từng nói lên sự nhận thức về vai trò của nhân dân trong lịch sử. Ví dụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu. Hoặc là cảm thông sâu sắc với số phận của nhân dân như là Nguyễn Du. Đấy. Nhưng đến nền văn học hiện đại,
được soi sáng bằng những tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thì tư tưởng về vai trò của nhân dân được nhận thức một cách sâu sắc hơn. Đặc biệt là từ sau cách mạng tháng 8 thì nó đã đạt một sự nhận thức cực kỳ sâu sắc. Nó thể hiện qua bộ loạt những tác phẩm thơ ca kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Ví dụ có thể lấy các bài như là Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Tình sông núi của Trần Mai Ninh, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm. Như vậy thì chúng ta khẳng định là bài thơ Đất nước cũng đã khơi được cái nguồn cảm hứng về hình ảnh nhân dân trong thơ ca từ trước đến nay. Tuy nhiên thì bài thơ Đất nước của chúng ta là trong những bài thơ mà tập hợp được cái tư tưởng đất nước của nhân dân này một cách sâu sắc và rõ ràng nhất, bởi vì nó được sáng tác trong thời kỳ chống Mỹ. Trong giai đoạn chống Mỹ này, tư tưởng đất nước của nhân dân được nhận thức sâu sắc hơn bởi vì vai trò và những đóng góp to lớn của nhân dân đã được thể hiện một cách rất là lâu dài trong suốt cả hai cuộc kháng chiến ác liệt. Tư tưởng ấy đã được các nhà thơ trẻ chống Mỹ phát biểu một cách thấm thía qua sự trải nghiệm của mình, như những thành viên của nhân dân cùng chia sẻ mọi gian lao, hy sinh được che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng bởi nhân dân. Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đã góp thêm một thành công trong dòng thơ về đất nước thời chống Mỹ, làm sâu sắc thêm nhận thức về nhân dân và về đất nước. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ tác phẩm. Và ở đây chúng ta thấy về mặt nội dung thì tác phẩm đã thể hiện tư tưởng chủ yếu là những tác giả đã nói lên những cảm nhận mới mẻ, những phát hiện sâu sắc về đất nước. Và từ đấy thì đưa ra một tư tưởng bao trùm là đất nước của nhân dân. Về mặt nghệ thuật, ở đây ta thấy tác giả đã sử dụng nhuần nhị và sáng tạo chất liệu văn hóa, văn học dân gian. Và tác giả đã thể hiện chất giọng trữ tình chính luận rất là đặc trưng của mình, nói về những vấn đề chính luận, vấn đề của đất nước, nhưng lại được thể hiện dưới hình thức tâm tình đôi lứa, tạo nên đặc sắc nghệ thuật cho đoạn thơ. Bài học đến đây là kết thúc. Mong rằng các thầy cô giáo và các em sẽ có thêm những kiến thức thật thú vị. Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các em.